Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Tỉnh Thanh Hóa quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Cảnh báo hình thức góp vốn lãi suất cao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình gia đình năm có ba sạch và hội thảo tập huấn các tiêu chí xây dựng mô hình gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ 4 huyện, mỗi huyện chọn một xã gồm Tiên Trang huyện Quảng Xương, Hoa Lộc huyện Hậu Lộc, Nông Trường huyện Triệu Sơn và Thiệu Nguyên huyện Thiệu Hóa, mỗi xã 10 hộ tham gia xây dựng mô hình điểm gia đình năm có ba sạch. Đây là những xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Mô hình gồm 5 tiêu chí: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 tiêu chí sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung nhằm triển khai thực hiện mô hình gia đình năm có ba sạch phù hợp với từng địa phương và được tập huấn, tuyên truyền, nâng cao năng lực, vai trò trách nhiệm của cán bộ hội, hội viên phụ nữ và cộng đồng trong thực hiện mô hình. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Nữ công Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Tiên Trang, Quảng Nham, huyện Quảng Xương. Đây là những trẻ em được Ban Nữ công Bệnh viện Nhi nhận làm mẹ đỡ đầu với kinh phí hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng. Tính đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã kết nối các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và trực tiếp nhận đỡ đầu 1.701 trẻ mồ côi, tăng 321 trẻ so với năm 2022. Tổng số tiền hỗ trợ 6 tháng đầu năm là 3,5 tỷ đồng. Riêng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 1.750 suất quà cho trẻ mồ côi, trị giá gần 700 triệu đồng. Sáng nay ngày 9 tháng 5, Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi đã đoàn kết nỗ lực thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, xã hội hóa giáo dục, v.v. Nhờ đó, trong năm học, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kết nạp đảng cho 32 học sinh ưu tú, đạt 40 giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, giành giải ba toàn đoàn tại Hội thao giáo dục quốc phòng an ninh cấp tỉnh, cùng với ngành giáo dục Thọ Xuân giành giải nhất toàn đoàn cuộc thi giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh. Những kết quả này là động lực để Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới phương pháp dạy và học, phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới. Bộ Y tế sẽ tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 cho trẻ em bắt đầu từ ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Vitamin A có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Hàng năm Bộ Y tế tổ chức hai đợt, đợt 1 vào tháng 6 và đợt 2 vào tháng 12 để bổ sung vitamin A liều cao cho hơn 6 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 54 tháng tuổi trên quy mô toàn quốc. Trong đợt 1 vào tháng 6 năm 2023, chiến dịch bổ sung vitamin A sẽ được tổ chức trên toàn quốc. Trong đó, tại 22 tỉnh miền núi khó khăn, mỗi trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi được uống một liều vitamin A, trẻ từ 24 đến 59 tháng tuổi được tẩy giun định kỳ. Tại 41 tỉnh thành phố còn lại, trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi được uống một liều vitamin A, nguồn thuốc sử dụng trong chiến dịch do tổ chức Vitamin Angel Hoa Kỳ tài trợ. Thưa quý vị và các bạn, tại bảng đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2022, tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 2 trong 63 tỉnh thành phố về chỉ số thành phần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Kết quả này khẳng định nỗ lực rất lớn của tỉnh trong kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Dành nguồn kinh phí mở hỗ trợ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân và khởi sự doanh nghiệp cho cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là một trong những chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đang được tỉnh Thanh Hóa triển khai hiệu quả và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Chỉ tính riêng trong năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 100 lớp đào tạo bồi dưỡng doanh nhân và khởi sự doanh nghiệp cho hàng nghìn lượt học viên. Năm 2023, tỉnh tiếp tục dành kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng, tổ chức hơn 150 lớp đào tạo, giúp các doanh nghiệp bồi dưỡng, cập nhật những kiến thức bổ ích, thiết thực về quản trị kinh doanh, từ đó có những bước đi vững chắc trên thương trường. Qua những khóa tập huấn như này thì nó lại mang lại cho mình rất nhiều các cái bổ ích để mình
cải thiện hơn về trong quá trình quản trị doanh nghiệp, quản trị về nhân sự, quản trị về dòng tiền, quản trị về nguồn hàng. Đặc biệt, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành địa phương cũng đã liên tục tổ chức các hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục duy trì lịch tiếp doanh nghiệp hàng tháng và trực tiếp đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong các vấn đề nóng như phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vật liệu thi công các công trình dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, việc triển khai các chính sách thuế, tiếp cận vốn ngân hàng. Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu thành lập mới từ 15.000 doanh nghiệp trở lên trong giai đoạn 2020-2025. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư 02 cho phép các tổ chức tín dụng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, đồng thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng khó khăn đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau. Đây được xem là biện pháp cấp bách để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho biết khi được cơ cấu thời gian trả nợ, thay vì phải trả nợ cả gốc và lãi, nay doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn tiền đó để tiếp tục kinh doanh, sản xuất. Quan trọng hơn là nợ cũ không bị nhảy vào nhóm nợ xấu. Chính sách này rất tốt, nhất là đối với những doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ngoài việc cho phép các ngân hàng giãn hoãn nợ cho các đối tượng vay vốn, Ngân hàng Nhà nước còn yêu cầu các ngân hàng phải trích lập dự phòng khoản nợ đã giãn hoãn cho khách hàng. Các doanh nghiệp phải có khả năng trả nợ mới được giãn hoãn nợ. Bởi vậy, sẽ có doanh nghiệp được giãn hoãn nợ nhưng sẽ có doanh nghiệp không được. Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước ban hành thì đấy là một trong những cái cơ sở pháp lý để mà các cái ngân hàng thương mại căn cứ để mà triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp gặp khó khăn về dòng tiền. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng căn cứ vào những cái chỉ đạo và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và của hội sở để mà sàng lọc những khách hàng để mà cơ cấu, thì chúng tôi sẽ thực hiện cái chủ trương này để làm sao mà góp phần tháo gỡ cái khó khăn tạm thời cho các cái doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng công khai về hồ sơ thủ tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để khách hàng nắm bắt được thông tin, hiểu đúng, hiểu đầy đủ về chính sách, giải đáp kịp thời về các vấn đề vướng mắc về hồ sơ thủ tục cho khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ, sớm được tiếp cận chính sách hỗ trợ. Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về rủi ro khi người dân không có nhiều hiểu biết về kinh doanh, tài chính nhưng vẫn hùn vốn đầu tư, song một bộ phận người dân vẫn thiếu cảnh giác, đặt niềm tin không đúng chỗ để rồi mất tiền, mất tài sản, ghi nhận sự việc mới xảy ra tại địa bàn phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa. Mới đây tại phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa xảy ra vụ việc, 6 cá nhân đã góp vốn cho một người họ hàng để buôn bán đồ nội thất ô tô từ Nhật về Việt Nam, dù không biết đầu tư vào công ty nào, buôn bán cụ thể ra sao. Song chỉ được một thời gian ngắn, người đứng ra huy động vốn tuyên bố bị lừa trắng tay. 6 người góp vốn hàng có nguy cơ mất trắng số tiền đã góp lên đến 26 tỷ đồng. Tin em dâu, tin cháu mình, cho nên là tôi không nghi ngờ gì cả. Lúc đầu cũng gửi 100, sau đó thì gửi thêm. Vài tháng lại gửi thêm 100. Từ tháng 3 năm 22 cho đến tháng 9 năm 22 là tôi gửi được 550 triệu. Đến đầu tháng 11 tôi liên lạc thì không được, gọi điện không được và tôi đạp xe đạp vào nhà thì thấy nhà đã khóa cửa và nghe hàng xóm nói rằng cả nhà đã bỏ trốn khỏi địa phương. Điều đáng nói trong vụ việc này, những người tham gia góp vốn khi giao dịch không hề yêu cầu bên nhận góp vốn, ghi biên nhận hay bất kỳ giấy tờ gì, chứng minh hai bên có giao dịch hay giao nhận tiền cho nhau. Do vậy, việc làm sáng tỏ vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những người góp vốn là vô cùng khó khăn. Đây là bài học đắt giá cho những người vì nhẹ dạ cả tin và là lời cảnh báo cho những người đang và sẽ tham gia vào hình thức góp vốn kinh doanh đầy rủi ro này. Thời gian qua, tình trạng chợ tự phát, các tụ điểm kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vẫn diễn ra ở nhiều phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng an toàn giao thông, làm mất mỹ quan tại các đô thị, khu dân cư cần phải xử lý dứt điểm. Qua kiểm tra thực tế, trên địa bàn 10 phường xã thuộc thành phố Thanh Hóa đã có 11 điểm kinh doanh tự phát tái hoạt động trở lại. Đội kiểm tra quy tắc đô thị thành phố đã phối hợp với chính quyền các phường xã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức ra quân tuyên truyền vận động, ký cam kết với người dân, hộ kinh doanh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm. Trong quá trình ra quân, lực lượng chức năng đã rà soát, chỉ ra các lỗi vi phạm của các hộ kinh doanh. Đa số người dân đều nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Tôi biết là bán hàng như đây là vi phạm pháp luật. Cô quyết định là không cho bán hàng thì chúng tôi hoàn toàn chấp hành.
đối với các điểm kinh doanh tự phát tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, nơi có lưu lượng hàng chục ngàn công nhân lao động. Về lâu dài, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần phải có phương án di rời các lều quán, ký ốt tạm, đồng thời nghiên cứu bố trí chợ dân sinh để phục vụ nhu cầu chính đáng của hàng chục ngàn công nhân người lao động tại các khu vực này, tránh tình trạng dẹp chỗ này phình chỗ khác, tranh thủ khi vắng mặt của lực lượng chức năng để tái diễn các vi phạm. Bản tin cuối ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.